Và chúng ta hãy chào đón thí sinh Ngọc Trâm. Dạ, em xin chào chị Việt Hương, chào anh Trấn Thành và chào anh Ngô Kiến Huy. À, dạ em không phải là Ngọc Trâm, em chỉ là phụ diễn cho bé Ngọc Trâm thôi. Trời đất ơi. Dạ. Dạ em cũng tên Nguyễn Thị Bích Nhung, em cũng phụ diễn. Bà Trâm đâu? Bà Trâm đâu? Dạ bé Trâm. Dạ bé Trâm bí mật. Rồi, dạ, rồi, chơi luôn. Làm luôn. Số 10 giây bắt đầu. Quyền soi đăng đường. Tan 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 tan. Mẹ mẹ im ngay. Tội của mi là tội đáng biêu đầu sư cha má. Nhưng nghĩ tình cha mi và khán giả nơi đây. Hả? Mẹ mẹ lôi nho cho anh Trấn Thành vậy đó. Mẹ hả? Mẹ mẹ tiếng hương lương. Thằng nữ, thằng nữ. Khoan, đợi em xíu nha. Anh Trấn Thành. Đây là chốn công đường, không phải là nơi hẹn hò trai gái. Ngươi đến đây làm gì? Dạ, dạ con tên là thần nữ, là chúa tể của rừng xanh. Chúc nguyên soái chết đau chết cho khúc to gan. Dạ con đến đây để xin dân ngũ linh kỳ để xin được cưới. Hết cưới ai? Giờ. Ủa? Quan trọng là cái tuồng này nó nói về cái gì. Dạ thần nữ dân ngũ linh kỳ lúc xử á, tại lúc vô không có nhạc á nên bị không có sao đâu. Bỏ nhạc vô nó cũng dở hà. Bị gì không có hiểu nói. Bé Trâm là con hả? Dạ con ơi, con có biết con đang làm gì không? Con biết cái bộ môn này nó gọi là gì không? Dạ cải lương. Con có thích cải lương không? Dạ cũng chú chút, không chút. Nghĩ con thích đúng không? Có chút chút. Chút chút hả? Dạ biết bài nào kể chú nghe coi. Dạ chỉ có cái tuần này thôi. Thấy chưa, làm sao mà thích chút chút được. Cái này là con được một cái người nào đó chỉ con làm, rồi bắt con làm vậy vui nè. Con làm không có ai thích cải lương mà hát vậy chứ. Chú nói thiệt là con hát nó không có ra, mà con hát nó quỳ lắm. Hồi nãy con vừa hát câu đầu cô Vy Khương hả, là chú muốn cười con mà không có cười con mà cười cô Vy Khương á. Con biết sao không? Cái này nó không phải là cải lương, nó là hầu quảng. Cái câu của con hát nó cực kỳ quan trọng, nó hay ghê sợ. Câu này lúc mà cô Tài Linh cô thả xuống một cái, cô rớt xuống ghế một cái đùi. Cho nên khi mình đem một cái gì ra mà người ta đã có làm rồi, mà cái này là một cái văn hóa truyền thống luôn, cô nghĩ là vậy. Hay tới mức độ vậy. Mà khi phát lên như vậy, các bạn của con ở trong trường á xem cũng tiếc nữa. Tại vì hôm bữa tôi coi trong TV, cái cô kia có hát hay lắm, nay bạn Trâm hát cái này không có hay. Ha. Có nghĩa là gì nè, chúng ta hay có những cái trường phái hài là chúng ta mượn cái nghiêm túc nhất để gây ra tiếng cười. Nhưng mà các bạn không có làm ra cái điều đó, các bạn hiểu không? Tôi rất là ghi nhận cái sự chu đáo của các bạn. Các bạn yêu thương chúng tôi, các bạn nhớ cái từ sạch sẽ, dễ thương của Trấn Thành nói. Các bạn cho tôi những cái bộ đồ đẹp, long lanh, kim sa, trang điểm cũng đẹp, mọi thứ đều đẹp, chỉnh chu. Tôi tiếc cho điều đó. Và tôi cảm ơn các bạn đã trân trọng cái sân khấu này. Thôi hẹn các bạn lần sau. Xin cảm ơn. Đón xem thách thức danh hài vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Từ nhà sản xuất thách thức danh hài, đấu trường Tiếu Lâm. Một chương trình tìm kiếm tài năng hài mới đã ra đời, được dẫn dắt bởi 5 huấn luyện viên, 5 nghệ sĩ hài nổi tiếng Việt Nam. Danh hài Trấn Thành, danh hài Trường Giang, đạo diễn Đức Thịnh, cặp đôi danh hài Thu Trang Tiến Luật. Xui hấp dẫn, kịch tính. Đấu trường đã mở, bạn đã sẵn sàng để nhập cuộc. Đấu trường Thiếu Lâm. Thông tin tuyển sinh, đối tượng tham gia, tất cả cá nhân từ 12 tuổi trở lên yêu thích hài kịch. Thời gian tuyển sinh từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015. Đăng ký tham gia ngay tại www.đấutrườngthiếulâm.com. Đường dây nóng 0919 131488. Phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 tháng 3 năm 2016.